Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất về tiêm trộn vaccine phòng COVID-19. Trong đó nêu rõ trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế thì có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vaccine Moderna do COVAX Facility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân. Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn thực hành tiêm chủng và giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng khi triển khai tiêm chủng phối hợp với các loại vaccine phòng COVID-19. Đến nay, cả nước đã tiêm chủng hơn 131 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, trong đó hơn 75 triệu liều tiêm mũi 1 và hơn 56 triệu liều tiêm mũi 2. Tại Đà Nẵng, ngành y tế cũng đã tiêm chủng hơn 1,8 triệu liều, bao gồm cho cả trẻ em các lứa tuổi theo chỉ định.